chào quý vị và các bạn. Trưa và chiều nay, bão số 1 có tên quốc tế là Nuri đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Sau đó thì bão số 1 suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau chỉ còn là một vùng áp thấp. Quá trình suy yếu của cơn bão đã hình thành nên một dải áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với gió đông nam sau bão khiến từ đêm nay đến hết đêm 16 tháng 6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm. Do mưa kéo dài nhiều ngày nên ngoài lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông, thì người dân các khu vực vùng núi, các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang còn cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Do tác động của mưa mà nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ giảm đáng kể, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn tại đây. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Còn ở các tỉnh vùng đồng bằng, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Dải áp thấp và vùng hội tụ gió Đông Nam cũng tác động làm thay đổi thời tiết miền Trung. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở đây cũng giảm nhanh, phổ biến dưới 35 độ. Chỉ cục bộ có nơi trên 35 độ ở phía Nam Hà Tĩnh. Còn đối với các tỉnh còn lại, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng cũng giảm bớt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giảm chỉ còn từ 35 cho tới 37 độ, nóng bớt gay gắt hơn những ngày vừa qua. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, từ mặt đất lên tới độ cao 3.000 mét. Vì thế trong đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn có mưa rải rác. Sang đến ngày mai, mưa sẽ xuất hiện từ sớm, Nam Bộ mưa trước 13 giờ, còn Tây Nguyên cũng có mưa trước 15 giờ. Trong đó, phần phía Nam Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh ven biển miền Tây như là Bạc Liêu, Cà Mau hay là Kiên Giang có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Dự báo trạng thái mát mẻ ở các tỉnh phía Nam sẽ còn kéo dài trong 3 ngày tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5, riêng đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động nhẹ. Còn tại phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, đi cùng là nguy cơ tố lốc trong cơn dông, tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Như vậy, từ đêm nay Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng tập trung ở khu vực vùng núi và Trung Du, nóng nóng chấm dứt hoàn toàn. Trung Bộ còn nắng nóng nhưng không gay gắt như thời gian qua. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, phổ biến là ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 14 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!